Tại hồi đó có khi cực khổ quá, làm nhiều quá, mình quãi Cái gì mà thúc đẩy mình, cái gì mà thúc đẩy mình đi tiếp làm quá trời trong tiếng cũng Vẫn muốn làm, vẫn muốn kiếm thêm tiền Cái gì thúc đẩy cái tinh thần đó của mình Ờ oh. Cái đó hơi Nói dài dòng Là quá dài, tóm tắt một câu thôi Nói tóm tắt một câu rồi là Cái sức lực của Cái quan niệm mình là muốn kiếm tiền để con cái mình có một cái tương lai huy hoàng như vậy thôi đơn giản